Xin chào mọi người đã trở lại với kênh Cái Cảnh Hòa Trị Miền Tây của mình. Bữa nay mình có một ít cá lắc Galaxy nha, với một ít lắc luôn. Mình quay lên để bán, anh em nào yêu thích con nào có thể mua ủng hộ. Đầu tiên mình sẽ quay con số 1 cho anh em xem nha. Đây, do hôm nay trời mưa nên mình hạn chế thay nước, nên không có thay nước nhiều nên mấy cái hồ nó hơi đục nha. Đầu tiên con số 1, con này form khá đẹp luôn nè. Con này tầm 3,5 tháng nha mọi người. Đây, một bọt phun dung luôn. Nước lá vàng thì nó cũng khá trong nha, do cái thành này nó hơi mờ nè. Quay thì thấy tương đối nè, không rõ hùng. Anh em chịu khó xem cái form nha, con này form khá đẹp luôn. Con này ở đây mình bán giá 250 nha, nhưng mà trong video này thì mình bán giá 150 thôi cho anh em, về làm giống. Con này làm giống này khá ngon luôn nè. Con này thuộc dòng lắc luôn nha mọi người. Đây, con khá đẹp luôn. Con này đang lột màu tốt nha. Con số 1. Tiếp tục tới con số 2. Con này mình bán giá 150 luôn. Con này do mình cho ăn khá nhiều nên nó hơi to nè. Con này chưa sinh sản lần nào luôn, một con mái. Con này vì anh em cho đẻ là ngon lành luôn. Con này có mấy cái dãy Galaxy trên mình nè. Này do mình cho ăn mồi quá nhiều nên nó lên dãy thêm. Đáng lẽ là nó lột ra cái phần đen rất là đẹp, nhưng mà mấy bữa nay mình không có thời gian để quay nên nó đã phủ lên một lớp dãy xanh nữa. Đợt trước thì mình cũng có một con khá đẹp định bán, nhưng mà thấy nó quá im, mình để lại mình nuôi một thời gian sau cái nó lên dãy, nhìn giống như mấy con cá bình thường, mặc dù nguồn gen khá tốt. Đây, tiếp tới con số 3 nha. Con số 3 là một con trống khá to luôn nè, to hơn cả con máy bên đây luôn. Con này cũng tầm trên 3 tháng rưỡi nha. Con này mình bán giá 150k nha. Con này cũng có mấy cái dãy Galaxy nè, nó phủ một lớp dãy xanh thêm lên này. Kế đến con số 4, con này ở đây mình bán giá 250, mình bán trong video này giá 150k luôn nha. Con số 4 là một con mái nè, con mái này khá đẹp luôn nè. Con này anh em về dưỡng chừng khoảng 2 bữa là mình cho sinh sản là tốt luôn. Đây, anh em nào yêu thích con nào có thể mua ủng hộ luôn. Còn anh em nào không mua thì có thể nhấn like ủng hộ kênh luôn. Con này con lắc luôn nha mọi người. Kế đến con số 5 nha. Con số 5 ở đây, con này mình bán giá 400k. Ở trong video này thì mình bán con này giá 250 luôn. Anh em coi con này khá đẹp luôn nè. Quay đuôi, quay lưng chứ quay bụng là không có đỏ luôn nha. Đây, mấy con trước thì đỏ ít đỏ nhiều thì có chút đỉnh, con này thì khá đẹp luôn nè. Anh em xem kỹ, con này màu khá tốt.
này giá 250 là giá khá mềm luôn nha mọi người. Hình như trong bầy mình thấy có con này là đẹp hơn mấy con nào hết. Đây, con này sai nè, to hơn con Út nha, chưa cho sinh sản lần nào luôn. Anh em nào yêu thích cái dòng lắc lu mua con này là ngon lành luôn nè. Đây, cái đến con số 6. Con số 6 là một con mái nha. Con mái này thì nguồn gen cũng khá tốt, nhưng mà cái đuôi phía sau nó đỏ nha. Con này mình bán 100k luôn. Anh em nào ở xa mua thì mình có thể ship tới nơi luôn nha, với phí ship là 30k. Con máy này đuôi có tia luôn nha. Rồi kế đến là con số 7. Đây con số 7. Con số 7 thì thịt đen luôn nha. Con này thì đuôi nó đỏ nè. Con này thì cũng trong bầy lắc lu ra nha. Con này anh em nào yêu thích thì mình bán giá 100k luôn. Này do ban đêm nên nó cũng hơi tối, mình quay tương đối thôi, anh em cố gắng xem nha. Đây con này mình chia rẻ cho anh em 100k luôn, 100k đem về mình cho sinh sản, mình kiếm mấy con thịt đen luôn nha. Đây, tới con số 8. Con số 8 một con Black Galaxy nha. Con này thịt đen, chỉ Galaxy cũng có trên mình đây. Con này thì được cái là ba cái đuôi đỏ hết, ngon lành. Con này mình bán giá 150k nha. Con này sai cũng trên 3,5 tháng luôn. Kế đến là con số 9 nha. Con số 9 thì một con lắc lu. Con này mình bán giá 150k nha mọi người. Con này thì dãy nó lên thêm rồi nè. Con này mình phơm nó hơi hố à. Có nghĩa là tầm cỡ 3 tháng thì nó sẽ lột cái phần này ra đen rất là đẹp. Nhưng mà mình cho ăn mồi thúc quá thì nó sẽ lên thêm những cái dãy để nó áo lại luôn một lớp nữa nè. Mặc dù nó là thịt đen luôn nha. Đây, tiếp đến là con số 10. Con số 10 cũng khá đẹp đây. Con này mình bán giá 200k nha mọi người. Con này thì đang lột tốt nè. Con này form khá to luôn. Con này thì được cái là nó không có màu đỏ nha, không có nhiễm đỏ ở quay đuôi với quay lưng. Đây tới con số 11. Con này tiếp tục là một con lắc lu. Con này thì form khá đẹp nè mọi người. Con này mình bán giá 150k. Đây, con này sung phun bọt khá tốt. Đuôi căng nha mọi người.
cá size to nha. Kế đến là con số 12, con là một con mái. Con mái này size cũng ok luôn. Con này mình bán rẻ giá 100k thôi. Con này vẫn là thịt đen nha. Đây, kế đến là con số 13. Con số 13, một con Galaxy nha. Con này thịt đen. Con này trong giai đoạn đang lột nè. Con này mình bán giá con này bán rẻ cho anh em 120k luôn. Con này mình mới vớt ở trong cái hũ phơm lên. Mới bỏ lên nên nó hơi nhát nha. Cái con này thịt đen ngon lành. Một con trống. Rồi, kế đến là con số 14. Con số 14 là một con lắc lu luôn. Con này đang lột nửa mình. Con này đem về đẻ là ngon lành luôn. Con này giá 150k. Con này size trung bình nha. Được cái là nó cái bụng to tròn nha. Con này anh em về dưỡng khoảng 2 ngày đẻ là ok luôn. Đây con số 15. Con này một con lắc lu tiếp tục luôn. Một con mái. Con mái này mình bán giá 150k. Con này khá đẹp nè. Anh em nào thích mấy cái size gọn thì mình mua mấy con mái này là ngon lành mà. Con này mình về mình đẻ xong mình có thể dưỡng đẻ 2-3 lứa là ngon lành. Nói chung mấy con mái ở đây mình không có sinh sản con nào cả. Đây, kế đến là số 16. Con này thì chưa có lột nhiều. Con này mình bán giá rẻ luôn, 120k. Máy cũng cự luôn nha mọi người. Đưa ngón tay nó cũng muốn cự luôn nè. Đây, kế đến là một con số 17. Con số 17 mình bán giá 120k luôn. 120k một con mái. Con này con thịt đen nha. Con này Galaxy. Đây, mấy cái dãy Galaxy đây nó bị áo thêm một lớp lên một lớp dãy nữa nè. Có nghĩa là nó lột xong rồi, hoàn thiện rồi. Khá đẹp. Mình thả vô cái hồ này cái mình cho ăn một thời gian cái nó áo lên một lớp dãy đó. Nên mấy cái dãy Galaxy của nó sẽ bị mờ. Mặc dù con cá này gen khá tốt luôn. Đây, cái đến là con số 18. Một con lắc lu nha. Một con lắc lu thịt đen. Con này bán cho anh em 200k. 200k con này cũng ngang ngửa cái con số 5 nãy nha. Con này tia đuôi đồ ngon lành nè. Nhưng mà ở góc ở dưới cái quay ở dưới nó hơi phớt phớt đỏ thôi chứ cũng không đỏ lắm, không đỏ. Anh em coi kỹ con này đẹp nha. Con này khá đẹp luôn nè. Anh em nào mua làm giống là ngon lành. Con này mà kết hợp với cái con số 15 là ngon lành luôn nha. Đây, con số 15. Một con lắc lu. Size nói chung là hơn trung bình.
con này trên 3,5 tháng tuổi, anh em về làm giống ngon lành. Đây cục bọt nó đây, mình để nước lá bàn nha, nên quay cái độ sắc nét của nó mình không thấy rõ lắm, anh em chịu khó xem thôi. Cái đó là con số 19 nha mọi người. Đây con số 19 này mình quay cho anh em xem này. Con này size khá to nè, mình thấy cái mình nó bự hơn cái con số 18. Con số 19 thì mình bán rẻ anh em 150 thôi. Tại con này mình thấy cái màu nó thì lột, đang lột nhưng mà nó không có sắc sảo bằng cái con số 18 này. Nói chung trong một bầy cá thì tỷ lệ con cá đẹp lên cũng rất là thấp nha. Mặc dù cá bố mẹ mình lựa cũng rất là kỹ. Cuối cùng là con số 20. Đây con số 20 đây. Con số 20 một con này, một con lắc Galaxy nha. Con này thì cái size của nó thì tầm cỡ 4 tháng à, cỡ 4 tháng tuổi chứ không dữ. Đây con này mình bán 150k luôn nha. Con số 20 luôn nè. Con này Galaxy nha, con này Galaxy. Con này size khá to. Đối với video hôm nay thì anh em nào mua với hóa đơn trên 300k thì mình sẽ tặng kèm một con cá bất kỳ nha. Đây mình sẽ quay mấy con cá để tặng cho anh em xem. Anh em nào mua với hóa đơn 300k trở lên thì mình sẽ tặng một con trống hoặc một con mái, nhưng sẽ bắt bất kỳ nha. Ví dụ như anh em thích con trống thì mình sẽ bắt một con trống bất kỳ ngẫu nhiên. Đây ở trong đây mình mới phơm mấy con này cũng không được hơn 2 tuần nè. Đây cái trống đây, mấy con cái trống này là thuộc dòng lắc lưu nha mọi người. Cá mái cũng vậy luôn. Đây cá mái này mình đã loại bỏ những cái con cá không vừa ý, mình chỉ chừa những con cá nào thấy có chuyển giọng mình mới phơm thôi. Trong đây còn cũng khoảng tầm vài chục con nha, mình đang phơm này để tặng cho anh em mua với hóa đơn 300k trở lên. Đây trong đây có một con lột lên nè. Con này có mấy cái dãy giống như Galaxy luôn, con một con máy nè. Con này nó đen, sao nó đen ngộ quá luôn nè, đen mà nó có cũng hơi ửng ửng đỏ cái lưng nha, có cái lưng đỏ đỏ. Đây còn có con này khá đẹp nè, con máy. Nói chung mấy con này thì mình không có ép con nào cả, do đó anh em yên tâm về mình nuôi dưỡng để dành ép. Do mình ở đây diện tích cũng nói chung hạn chế, mình chỉ ép mấy cái lâu lâu mới ép một bầy thôi. Mình thì thích cái dòng cá hoang dã hơn, mình chỉ ép cá hoang dã, chứ lâu lâu thì ép một hai bầy cá lắc lu hoặc mấy con get fancy thôi. Bên đây thì cũng có một mớ cá luôn nè. Cá bên đây thì cũng thuộc dòng lắc lu luôn. Đây mấy con trống bên đây, phun bọt khá sung. Anh em nào mua hóa đơn 300k thì mình thích một con trống thì mình có thể chọn một con trống mình bắt ngẫu nhiên nha. Hoặc một con mái tùy ý anh em. Trên đây thì có một mớ cá hoang dã. Hoang dã thì đang độ lớn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Anh em nào có xem kênh thì đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn.